kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế thông minh, hỗ trợ làm sạch mặt sàn với hiệu quả với máy trà sàn liên hợp mini đa năng Comisai KMS201, có thể thực hiện đồng thời hai chức năng trà và hút cùng một lúc, làm sạch bảo dưỡng bề mặt sàn gỗ, sàn xi măng, gạch, đá hoa và nhiều chất liệu bề mặt sàn khác. Nào, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá tất tần tật về chiếc máy này nhé. Thảo Linh đánh giá rằng đây là model hoàn chỉnh nhất, vô cùng tiện lợi khi nó được tích hợp bàn hút nước ngay sau bàn chải trà, giúp chiếc máy có thể hút sạch nước bẩn sau khi trà ngay lập tức. Theo đó, mà KMS201 được thiết kế với hai thùng chứa nước sạch và nước bẩn riêng biệt. Với dung tích của thùng chứa nước sạch là gần 12 lít và thùng chứa nước bẩn là hơn 13 lít. Với con số này thì chúng ta có thể để cho máy làm việc trong một thời gian dài mà không làm gián đoạn đến quá trình vệ sinh, vì chúng ta sẽ không phải dừng giữa chừng để đổ xả nước nhiều lần. Nếu như được hỏi điều gì làm nên sự khác biệt của chiếc máy trà sàn Comisai này, như mọi người thấy thì chiếc máy này đã được làm tối giản và nhỏ gọn hơn rất nhiều so với chiếc máy trà sàn liên hợp thông thường. Comisai KMS201 được sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn công nghệ quốc tế, đạt được chất lượng tốt nhất cùng độ bền cao. Toàn bộ phần vỏ bao bọc động cơ máy được làm từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, cứng cáp. Phần trục cần điều khiển được làm từ chất liệu inox 304 chống ăn mòn, hoen rỉ, có thể tùy chỉnh độ cao phù hợp thông qua bộ phận cầm nắm trên tay cầm. Về khả năng làm việc thì chiếc máy có hiệu suất làm sạch rất đáng nể, lên đến 1.500m2 trong vòng 1 giờ đồng hồ. Do công suất làm việc của motor trà là 550W, với tốc độ quay liên tục là 140 vòng trên 1 phút, đạt áp lực trà lên đến 27kg. Nhờ đó, mọi vết bẩn trên sàn nhà sẽ bị loại bỏ nhanh chóng, dễ dàng, ngay cả những vết bẩn có trà rửa như vết xi măng hay vết sơn sau sử dụng. Phụ kiện đi kèm theo máy sẽ có một bàn chải trà có đường kính 35cm, một bàn hút nước lưỡi cao su đã được tích hợp sẵn vào máy. Mọi thao tác sử dụng sẽ được thực hiện trên toàn bộ phần tay cầm này. Đầu tiên là công tắc nguồn ở giữa, bên cạnh là công tắc giảm hóa chất và công tắc hút. Phía trên tay nắm có hai cò khởi động bàn chải trà, khi bóp cò, bàn chải sẽ hoạt động. Cách vận hành máy vì thế mà cũng rất đơn giản, sau khi kết nối nguồn điện thì mình sẽ bật công tắc nguồn và bóp cò ở tay nắm. Bàn chải trà sẽ lập tức xoay, nếu muốn vệ sinh sàn với hóa chất thì mình bật công tắc có hình ống nước này nha. Máy sẽ vừa phun hóa chất, vừa quay bàn chải để làm sạch vết bẩn bám luôn. Để hút nước bẩn lên, chúng ta bật công tắc hút, đồng thời càng cần điều chỉnh ở vị trí này để bàn cao su ở bên dưới máy hạ xuống sát mặt sàn. Như vậy, mặt sàn đã được làm sạch một cách nhanh chóng. Trong quá trình để máy di chuyển làm việc cũng rất dễ dàng nhờ hệ thống bánh xe linh động bên dưới. Dây điện của máy thì dài đến 25m nên chúng ta có thể thoải mái vệ sinh trong không gian lớn, xa ổ cắm điện. Sau khi trải nghiệm trực tiếp sản phẩm máy trà sàn liên hợp mini Comisai KMS201 thì Linh mới thấy là sản phẩm này đáng đồng tiền bát gạo đến như thế nào. Trà sàn vừa nhanh, vừa sạch lại còn dễ dàng sử dụng, điều khiển đầy máy nhẹ nhàng và không tốn sức như máy trà sàn đơn. Đặc biệt là giá thành thì lại rẻ hơn rất nhiều so với máy trà sàn liên hợp thông thường. Nếu như quý vị muốn mua sản phẩm này thì có thể để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!